Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại lên sóng BTV. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cô gái rất là xinh đẹp và đặc biệt là cổ là chủ của một cái công ty tư vấn thuế kế toán cát vàng. Và nghe đồn đâu là đã có 500 khách hàng rồi từ lúc mà bạn đã làm kinh doanh tới giờ. Cái đây là một cái điều mà nó rất là tuyệt vời để các bạn học hỏi. Vậy thì bạn Phượng, bạn có thể cho các bạn biết là đôi nét về bạn và về công ty của bạn. Dạ, xin chào thầy, chào tất cả các bạn. Mình tên là Lương Thị Minh Phượng, hiện đang là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo và đại lý thuế cát vàng. Công ty của mình thì hoạt động cũng đã được 4 năm rồi, chuyên trong lĩnh vực là thành lập công ty, báo cáo thuế và các dịch vụ về hoàn thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ về sổ sách kế toán và kê khai thuế cho thuê nhà. Thì từ trước đến nay thì công ty của mình cũng đã và đang phục vụ cho khoảng là 500 khách hàng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân của mình thì cũng công tác trong lĩnh vực thuế kế toán thì cũng đã gần 10 năm rồi. Thì hiện nay thì đội ngũ nhân sự của mình thì có là 10 bạn và cũng đang phục vụ cho khách hàng thường xuyên thầy. Thì là khoảng 200 khách hàng thường xuyên. Wow. Dạ. Thấy bạn đeo kính, có phải cái nghề kế toán là cái lý do mà làm cho bạn có cái kính dày như vậy không? Dạ không thầy, cái đó không phải lý do. Dạ. Dạ. Đeo kính đó là do ngày xưa là mình học bài nhiều quá. Học bài nhiều quá. Em hay thức khuya mà học tới đỏ kè con mắt luôn. Thì lúc em bị cận đó là thời điểm đó là lớp 9 là đang thi tốt nghiệp, đang thi lên cấp 3. Là lúc đó là chính thức là mắt em bị cận. Còn sau này về kế toán, làm nghề kế toán á thì nó lên độ. Nó lên độ. Làm nghề kế toán nó lên độ. Ok. Vậy thì thấy bạn đang rất là trẻ, nhìn khuôn mặt ngoài rất là trẻ, rất là xinh gái. Thường thường mà hỏi tuổi con gái là nó rất là ngại. Đặc biệt là dân kinh doanh. Thì nếu mà bạn không ngại thì bạn có thể là bật mí cho các bạn biết là bạn hiện tại là bao nhiêu tuổi, bạn có gia đình chưa? Dạ. Hiện tại thì mình là 32 tuổi. Mình sinh năm 85 và đã có gia đình rồi. Thì nhiều người, nhất là khách hàng của mình á, là hay hỏi là ủa em trẻ vậy thì em có làm được không? Tại lúc đầu thì họ cũng chưa biết tuổi của mình là bao nhiêu hết. Thì mình cũng có nói là tuổi trẻ thì nó cũng có những cái ưu điểm. Dạ, chứ không phải là trẻ là không làm được. Không, nhìn bạn thấy trẻ thôi mà nghe bạn nói cái tuổi ra cũng giật mình. Nhìn bạn thấy trẻ. Vâng, thì vậy thì bạn có thể cho mọi người biết á, cái con đường mà bạn ra kinh doanh á, tại sao bạn ra kinh doanh và lúc bạn ra kinh doanh nó có gặp ghềnh, nó có sóng gió không? Dạ, cái này thì em nghĩ ai ra kinh doanh cũng sóng gió hết thầy. Cái sóng gió của bạn nó như thế nào? Dạ, thì em ra kinh doanh đó là từ lúc đó là năm 2010. 2010 là lúc đó là em chính thức em nghỉ làm. Lý do mà em nghỉ làm là do trong em lúc đó là đang làm cho một công ty dịch vụ kế toán. Thì lý do mà em nghỉ là do trong tâm của em nó hơi bị bất an. Bất an đó là em biết có là công ty dịch vụ kế toán thì cần phải có đầy đủ chứng chỉ. Mà công ty mà em đang làm thì không có chứng chỉ. Mà nó lại trải qua một cái sự cố. Và em cảm thấy ở trong công ty nó bị xáo trộn. Và lúc đó thì mình mới tìm hiểu và mình mới biết đó là cái nghề dịch vụ kế toán này thì mình phải có đầy đủ chứng chỉ thì mình mới có thể kinh doanh được. Thì lúc đó là em nghĩ là để học chứng chỉ thì mình cần phải rất là tập trung. Thì em quyết định là em nghỉ việc luôn. Thì khi mà em nghỉ việc thì em cũng không nói cho ai hết. Em xong xuôi hết xong rồi em mới thông báo cho gia đình biết đó là em nghỉ. Thì lúc đó mọi người cũng phản đối vậy lắm. Nhưng mà em nghỉ mất rồi. Em nghỉ mất rồi đúng không? Dạ, nghỉ mất rồi. Thì trong quá trình đó thì em bắt đầu đi học chứng chỉ. Dạ, đi học chứng chỉ thì trong 3 năm thì em lấy được 2 cái chứng chỉ. Thì lúc đó là em có đủ điều kiện cần. Điều kiện cần để em ra kinh doanh mà em cảm thấy là mình phải có cái đó thì mình mới yên tâm mà tư vấn cho khách hàng. Tại vì khách hàng thì lúc nào họ cũng cảm thấy lo lắng về thuế và kế toán. Mà mình mà không yên tâm nữa thì làm sao mà tư vấn cho họ yên tâm được. Thì rồi. Vậy là 3 năm sau thì em có đầy đủ chứng chỉ và em quyết định mở công ty. Thì cái thời điểm mà em mở công ty là năm 2013. Dạ, lúc đó mới ra thì
có mình em à. Dạ. Có mình em thì cái gì em cũng làm hết. Gặp khách hàng, rồi đi làm giấy phép, đi cơ quan thuế, đi tất cả các quận huyện trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó là có một mình làm cho nên nó cũng rất là khó khăn. Dạ. Thì cũng may mắn là ông xã thấy em làm khó khăn quá, nhưng lại xa quá thì anh cũng nghỉ việc luôn. Anh nghỉ việc và bắt đầu hai chồng là cùng làm. Thì trong vòng một năm hai chồng cùng làm thì cũng có được một số ít khách hàng. Thì lúc đó là mình mới quyết định là thuê văn phòng chính thức. Lúc đó thì em cũng dùng văn phòng ảo thôi. Thì khi mà chính thức thuê văn phòng thì bắt đầu mình có nhân viên và mình cũng có thêm khách hàng. Thì cứ từ từ như vậy thì em lớn lên một chút. Nhưng mà rồi cũng có lúc đó là em cảm thấy nó rất là bế tắc. Bế tắc trong cái việc kinh doanh của mình, nó là bế tắc trong cái cách là mình quản lý. Quản lý nhân sự. Tại lúc đó em nhân sự nó cũng thường xuyên thay đổi là thành ra là khi mà nhân sự thay đổi như vậy thì làm cho khách hàng họ cảm thấy không yên tâm. Và lúc đó thì đồng thời là em lại phải, em lúc nào cũng là người chính thức để em là đi giải trình với cơ quan thuế hết. Do là các bạn nhân viên của mình thì còn non kinh nghiệm. Đúng rồi. Thì chính vì cái việc đó mà em lúc nào cũng làm nhiều, cái gì cũng ôm hết vào mình, thành ra mình bị stress dữ lắm. Và đến một thời điểm là năm 2015 á, là lúc đó là lên đỉnh điểm của stress luôn. Là em nói với ông xã thôi, em mệt quá rồi, em nào không có nổi nữa. Thì lúc đó là hai chồng cũng thống nhất luôn rồi. Là đi đến quyết định đó là sẽ chuyển nhượng công ty. Chuyển nhượng công ty, không có làm nữa, nghỉ. Đi đâu đó một thời gian. Nhưng mà khi mà đi tìm người để chuyển nhượng á thì lại tìm không có được. May nha, hên hả? Tìm không có được, thành ra là mới suy nghĩ lại. Và cũng được nhiều người động viên là nói là đó cũng là đứa con tinh thần của mình, tại sao mình lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Tại sao mình không cố gắng mình thay đổi, mình cải tiến nó xem như thế nào. Thì lúc đó là cũng đang trong cái thời điểm là em định đi tìm một cái lớp CEO để em học về cái cách quản lý và điều hành. Mà cũng may mắn là gặp một người bạn ngày xưa học chung và được biết cái là bạn học ở bên B-Trading. Thì nghe bạn nói sơ qua thì em thấy sao ở đây giống như cái chỗ mà mình đang cần tìm. Và thế là em quyết định là em đăng ký đi học luôn. Đó. Thì trong cái lúc mà em đến lớp học á thì có chỗ ông xã đi theo nữa. Hai chồng cùng đi. Thì khi mà thầy giới thiệu về lớp, về những cái chương trình mà mình sẽ giảng dạy á, chỉ trong vòng 3 tiếng thôi, nhưng mà em biết là em đã tìm đúng nơi rồi. Giống như là em biết em bị bệnh đó. Và em đi tìm đúng bác sĩ rồi. Thì nhờ là đến học tại B-Training mà em mới biết là mình rất là thiếu nhiều cái kỹ năng. Và trong quá trình học thì từ thời điểm đó là tháng 11 tới nay thì cũng đã gần 1 năm rồi. Thì em thấy mình thay đổi rất là nhiều. Và chính vì những cái kỹ năng đó nó mới giúp cho mình vượt qua được những cái khó khăn. Bây giờ em có cảm giác em happy với cái việc kinh doanh của em chưa? Dạ, hiện tại bây giờ thì em rất là hài lòng. Rất là vui, tại vì mình nhìn thấy là cái hướng đi của mình nó rõ ràng. Và mình biết là mình cần phải bổ sung những cái kỹ năng gì, như thế nào, mình phải hoàn thiện nó từng ngày, từng ngày. Đặc trưng của doanh nghiệp nhỏ, của doanh nghiệp mới ra khởi nghiệp, với cái khó khăn đầu tiên là họ tìm khách hàng. Mà khi họ có khách hàng rồi á thì không biết làm sao để họ phát triển. Ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, cứ muốn phát triển mà không biết làm sao phát triển. Thời gian thì lại không có. Họ stress về thời gian. Tức là công việc kinh doanh thì nó không phát triển, kiếm tiền đủ sống thôi. Khách hàng thêm nhiều thì lại là quá nhiều việc, có thêm nhân viên lại nhiều việc nữa. Và thế là họ bị control mất cái thời gian của họ. Cái nguồn lực quan trọng nhất của con người đó là thời gian. Chúng ta phải tối ưu về thời gian của chính chúng ta, và chúng ta phải tối ưu về thời gian của đội ngũ của chúng ta. Và doanh nghiệp nào biết cách tối ưu được thời gian của chúng ta và thời gian đội ngũ thì doanh nghiệp đó sẽ phát triển. Bạn có thể là biết rất là nhiều chiêu thức về kinh doanh, bạn có thể là giữ bí quyết kinh doanh nó rất là giỏi, bạn có thể gặp những người thầy giỏi tất cả mọi thứ hết, bạn có tất cả mọi thứ đó hết, tay nghề bạn cũng giỏi luôn. Tuy nhiên nếu bạn không tối ưu nguồn lực thời gian thì bạn cũng không phát triển được.
Bởi vì thời gian là cái duy nhất trên đời này mà chúng ta không thể mua thêm được. À, nó là cái giai đoạn mà bạn stress, nghĩa là bạn đang bị overload về cái thời gian. À, và rất vui là nghe bạn chia sẻ là bạn rất là happy. Một trong những cái mà điều chúng ta happy được trong kinh doanh đó là chúng ta phải có thời gian dành cho chính ta, dành cho gia đình, và không còn cách nào khác, chúng ta phải học cái cách để chúng ta tối ưu thời gian. À, thì rất vui là bạn nói rằng là bạn rất là vui. Vậy thì đúng là cái nghề của bạn là nghề có điều kiện. À, mình hiểu, và nhà nước yêu cầu những cái điều chuẩn đó để đòi hỏi là giúp cho doanh nghiệp nó bài bản hơn. Vậy thì bây giờ một cái doanh nghiệp họ mới mà ra khởi nghiệp, một người mới ra khởi nghiệp thì hầu như không có kiến thức gì về thuế và kế toán, họ muốn bài bản thì họ phải làm như thế nào và họ phải làm sao để họ liên hệ được với bạn? Hiện nay thì doanh nghiệp mới ra khởi nghiệp thì họ cũng gặp rất là nhiều vấn đề. Nếu mà nói riêng về vấn đề thuế và kế toán thì đa phần tất cả những bạn giám đốc đó đều không có kiến thức về kế toán nhiều. Thành ra khi mà mình tư vấn cho mấy bạn thì mình tư vấn rất là chuyên sâu. Tư vấn cả trước khi thành lập và sau khi thành lập. Thậm chí em tư vấn đến khi mà giải thể luôn á thầy. Để mấy bạn biết trước đó là cái con đường mình đi nó sẽ như vậy. Và mình cần phải có một cái khoản chi phí duy trì nó như thế nào. Nếu mà nói về kiến thức về thuế và kế toán thì ngay từ cái lúc mà ban đầu mà tư vấn là em tư vấn rất là kỹ. Tư vấn chuyên sâu về cái lĩnh vực và ngành nghề của bạn luôn. Để bạn có thể kiểm soát được cái hoạt động kinh doanh của mình. Còn về vấn đề liên hệ với các bạn đó thì bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0909 789 992, mình hoặc là vào kênh YouTube của các bạn đó là Thuế Kế Toán Các Vàng, và một kênh nữa là kênh Facebook của mình là Phượng Các Vàng. Đặc biệt cái ngành nghề của bạn là cái ngành nghề mà phải làm trực tiếp, như một cái doanh nghiệp họ ở tỉnh xa. Họ muốn tư vấn, họ muốn dịch vụ bạn làm thì bạn có giải quyết được không? Ví dụ như ở tỉnh Khánh Hòa hoặc là ở tỉnh Bình Định, ví dụ vậy, thì bạn có giúp họ giải quyết được không? Về vấn đề mà ở xa thì mình có thể là hiện nay là báo cáo thuế là cũng trên online hết rồi. Về tư vấn thì mình có thể tư vấn qua mail, qua điện thoại. Thì khi mà ở xa như vậy thì nó cũng có cái bất tiện này. Nó bất tiện đó là ví dụ như là trong trường hợp mà cơ quan thuế ở tỉnh đó họ yêu cầu doanh nghiệp lên giải trình, thì lúc đó là em ở đây thì nó hơi có khoảng cách về địa lý. Nhưng mà nếu mà xét về trong cái quá trình mà vận hành của doanh nghiệp để báo cáo thuế thì ở đâu em cũng báo cáo được hết. Do là bây giờ nó tập trung trên một cổng thông tin rồi. Vậy bạn hỗ trợ cho các doanh nghiệp ở xa được đúng không? Dạ được. Hoặc là một Việt kiều họ ở nước ngoài, họ muốn thành lập một cái công ty ở Việt Nam, cái dạng công ty đầu tư nước ngoài, thì bạn có thể giúp họ làm được việc đó được không? Dạ được. Bên em thì vừa có chuyên thành lập công ty ở trong nước và cả thành lập công ty đầu tư vốn nước ngoài. Thì mặc dù là cái đầu tư vốn nước ngoài em làm không có nhiều, nhưng mà em cũng có thể tư vấn được cho họ những cái cơ bản nhất và cần thiết nhất để em mở công ty tại đây. Một doanh nghiệp mà họ hoạt động 1 năm, 2 năm, 3 năm, họ không hiểu gì về thuế kế toán và họ bị rối, họ thành một đống đùi nhùi, cái dạng đó nó nhiều lắm. Vậy thì họ có thể liên hệ với bạn và bạn giải quyết vấn đề đó như thế nào? Cái vấn đề này thì nói là gặp rất là nhiều luôn. Đa phần những công ty hoạt động 2-3 năm rồi là bắt đầu do là không có làm đúng ngay từ đầu. Thành ra là cứ rối từ năm này qua rối qua năm kia. Thì lúc đó là em sẽ tư vấn là gọi là gỡ rối sổ sách. Thì mình sẽ bắt đầu là sắp xếp và hệ thống lại, kiểm tra lại tất cả những cái báo cáo mà trước đây họ đã làm, xem là có sai sót gì không, và mình bắt đầu điều chỉnh và bắt đầu là lên lại một cái hệ thống kế toán cho nó đúng quy trình. Gỡ rối tơ lòng đúng không? Vậy thì trong quá trình kinh doanh nó chắc chắn là nó có va chạm, nó có gặp những khó khăn rắc rối. Nếu mà một cái gọi là một cái câu chuyện hối tiếc, một câu chuyện buồn á mà bạn chia sẻ đây, đó là cái câu chuyện gì? Nếu mà câu chuyện buồn thì đó là câu chuyện về khách hàng của em. Do lúc đó là em cũng thiếu kiểm soát. Thì lúc đó thì khách hàng có nói với em về cái sổ sách của họ đó. Thì lúc đó là cũng cái thời điểm mà em đang bị stress luôn á. Là em có hơi lớn tiếng chút.
Thì sau đó thì anh khách hàng bình thường á, thấy mình nói chuyện rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, sao bữa nay lại lớn tiếng như vậy. Và anh đó nói bye bye với em luôn. Dạ. Thì cái đó là cũng là cái điều mà em cảm thấy rất là hối tiếc, do mình không kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân. Dạ. Em có hai cái hối tiếc lắm. Cái hối tiếc thứ hai. Cái hối tiếc thứ hai đó là làm việc với cán bộ thuế. Thì thầy biết là làm cái này thì mình cũng phải tiếp xúc nhiều với cơ quan chức năng. Thì cái thời điểm đó là mình cũng non quá, còn non mà giống như mình ngựa non đó thầy. Dạ, thành ra mình cũng cương với lại thuế luôn. Thì cái việc mà em cương với thuế như vậy á, thì nếu mà xét về khía cạnh của doanh nghiệp á, thì họ lại không có hưởng ứng ta lắm. Đúng rồi. Nếu mà đứng về góc độ của em là em sẵn sàng bảo vệ về cái lý lẽ của mình. Đúng rồi. Theo cái quy định của luật. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó sau khi mà em bảo vệ xong thì chính khách hàng lại là người phàn nàn với em. Thì lúc đó em mới nhận ra một điều, không phải cái gì mà mình cứ cương lên là nó sẽ giải quyết được, mà nó phải hài hòa lợi ích của các bên. Với một người nữ mà ra kinh doanh thì nó khó khăn hơn một người nam nhiều, bởi vì bạn vừa phải chu toàn cái công việc kinh doanh, bạn vừa phải chu toàn cái công việc gia đình. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cái chỗ đó ra cho các bạn biết được. Dạ đúng là nữ kinh doanh thì nó cũng nhiều khó khăn, nhưng mà chắc là em may mắn hơn các bạn là ở chỗ là ông xã của mình cũng rất là ủng hộ. Và hiện nay ông xã cũng đồng hành trong việc quản lý công ty của mình. Những cái lúc mà stress đó thầy, thì em có hỏi ông xã của em á là nếu như á mà em muốn bỏ cuộc, em không có làm nữa, em muốn từ bỏ thì lúc đó anh làm cái gì? Thì lúc đó ông xã nói là anh sẽ kéo em lên. Ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vừa rồi là các bạn có một khoảng thời gian để giao lưu với bạn Kim Phượng, công ty kế toán Cát Vàng. Nếu các bạn có những cái thắc mắc gì về kế toán thuế thì các bạn nhớ lên Google search và tìm Phượng Cát Vàng, hoặc là công ty kế toán Cát Vàng, các bạn sẵn sàng liên hệ trên YouTube, trên Facebook. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái đoạn video giao lưu. Chúng ta sẽ gặp các bạn lại sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.